Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau để tìm hiểu một nội dung khá thú vị, đó là định lý Menelaus và ứng dụng trong hình không gian. Cụ thể, chúng ta sẽ ứng dụng định lý Menelaus này vào việc tính tỉ số của đoạn thẳng trong hình lớp 11. Chúng ta có một bài tập trắc nghiệm hình không gian lớp 12 như sau. Cho chóp x, e, b, c, d. Có đấy e, b, c, d làm thôi. Gọi M là điểm trên cạnh ED, sao cho ED bằng 3 lần M. Chứng tỏ chúng ta chia ra làm 3 phần, M lấy 1 phần. Rồi Y là trung điểm XM, mặt phẳng ABY, chia khối chóp ra thành 2 phần. Yêu cầu tính tỉ số thể tích của phần nhỏ trên phần lớn. Có 4 đáp án A, B, C, D. Chúng ta có thể dừng video, chúng ta làm thử và so sánh có phải là đáp án C hay không và chúng ta làm như thế nào. Để giải quyết bài toán này, đầu tiên chúng ta đi tìm thiết diện của chóp x, a, b, c, d và mặt phẳng a, b, y. Việc đi tìm thiết diện đó là một kiến thức lớp 11. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một bài toán tương tự như bài toán này. Chúng ta sẽ xử lý câu A và câu B. Thì câu B này chính là đi tìm thiết diện của chóp x, a, b, c, d và mặt phẳng a, b, y. Chúng ta xem thử. Câu A, tìm giao điểm của XD và mặt phẳng ABY. Tức là chúng ta sẽ tìm một đường thẳng nằm trong mặt phẳng ABY sao cho nó đồng phẳng và cắt XD. Chúng ta nhận thấy ngay AE và XD cùng nằm trong mặt phẳng XAD. Chúng ta kéo dài Y, nó sẽ cắt XD. Kéo dài AE, cắt XD tại K. Như vậy điểm K này thuộc XD, điểm K này thuộc vào AE. Suy ra K chính là điểm cần tìm. Ý thứ hai, yêu cầu tính tỉ số SK chia cho SD. Thì tính tỉ số SK chia SD thì chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là điểm K này ở đâu ra. Điểm K này chính là AE, chúng ta kéo dài và cắt SD. Thì chúng ta có thể hình dung K, Y và A, đây là 3 điểm thẳng hàng. Vậy nếu áp dụng định lý Menelaus thì tam giác góc là tam giác nào? Thì chúng ta thấy Y nằm trên XM và A nằm trên MD. Thì tam giác góc chúng ta xét đến đó là tam giác SMD và 3 điểm thẳng hàng là A, Y, K. Chúng ta đã có tỷ lệ của A trên MD và của Y trên SM. Thì áp dụng định lý Menelaus, chúng ta sẽ tính được tỷ lệ của K trên cho SD. Các bạn có thể tính thử. Thì bây giờ thầy sẽ qua câu B là xác định thiết diện và sau đó thầy sẽ quay lại là tính tỷ số SK chia cho SD. Các em có thể là dừng video và chúng ta thực hiện. Sau đó chúng ta so sánh kết quả. Câu B, xác định thiết diện của chóp x, a, b, c, d và mặt phẳng a, b, y. Thầy định hướng nhanh như sau. Mặt phẳng a, b, y bây giờ nó đã là mặt phẳng a, b, k. Yêu cầu xác định thiết diện của chóp và mặt phẳng a, b, k. Đầu tiên chúng ta xem thử có sẵn đoạn giao tuyến chung nào rồi. Chúng ta thấy ngay đoạn giao tuyến BA. Tiếp theo, chúng ta có đoạn giao tuyến là AK. Có hai cách để chúng ta hình dung. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giao tuyến của mặt phẳng KAB với lại mặt phẳng là SCD. Mặt phẳng KAB và mặt phẳng SCD.
để đi tìm đoạn giao tuyến chung cuối cùng. Thì ở đây chúng ta thấy ngay có K là điểm chung. Chúng ta xem hai cạnh đáy E, B và CD rõ ràng song song với nhau. Suy ra mặt phẳng SCD giao với mặt phẳng KEB theo giao tuyến KH. KH song song với CD, song song với EB và H nằm trên SC. Hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến nếu có sẽ song song với cả hai đường đó hoặc là trùng với một trong hai đường. Như vậy ở đây suy ra đương nhiên là KH nó sẽ song song với CD. Khi nó song song với CD thì dẫn đến KH với CD đồng phẳng thì từ đó nó sẽ cắt SC tại tại H. Như vậy vừa rồi chúng ta đã tìm xong đoạn giao tuyến chung cuối cùng. BE là 1, AK là 2, KH là 3 và HB là 4. Sau khi tìm được thứ diện đó là hình thang ABHK thì rõ ràng cái mặt phẳng ABHK này nó chia cái chóp SABCD ra làm hai phần. Muốn tính tỷ số thể tích, đương nhiên ta phải dựa vào tỷ số của SK chia cho SD, tương tự SH chia cho SC. Thì để đi tính SK chia SD, chúng ta có thể dựa vào định lý Thales. Nhưng ngoài ra, chúng ta có thể dùng định lý Menelaus để chúng ta tính tỷ số này. Thì định lý Menelaus như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta tìm hiểu về định lý. Chúng ta có định lý và bài tập số 1 là bài tập chúng ta áp dụng, chúng ta vận dụng để chúng ta làm quen với việc cách tính tỷ số. Đầu tiên, chúng ta đi vào định lý Menelaus. Đầu tiên cho tam giác ABC. Trên ba cạnh và cụ thể là trên ba đường thẳng AB, BC và EC. Chúng ta lấy ba điểm sao cho ba điểm đó thẳng hàng. Ví dụ như trên đường thẳng AB thầy là điểm M, trên đường thẳng EC thầy là điểm N và trên đường thẳng BC thầy lấy điểm K. Điểm M hoàn toàn nó có thể nằm ở đây, điểm N ở đây và điểm K ở đây. Xem cho MNK là thẳng hàng. Hoặc là chúng ta lấy hai điểm trên trên hai đường thẳng, chúng ta nối nó lại và cắt đường thẳng thứ ba tại điểm N. Ví dụ như lấy MK, khi đó nối MK lại cắt EC tại điểm N. Hoặc là nối MN cắt BC tại K. Nói chung đối với định lý này chúng ta phải xác định được đâu là tam giác góc. Tam giác góc chúng ta cần đang nói đến đó là tam giác ABC và ba điểm thẳng hàng là ba điểm MNK nằm trên ba đường thẳng ABEC và BC. Định lý Menelaus như sau. Chúng ta nhớ ba điểm thẳng hàng sẽ nằm ở trước và ba đỉnh tam giác sẽ nằm ở sau. Định lý này chúng ta sẽ ứng dụng để chúng ta tính tỷ số. Nếu biết được tỷ lệ của hai điểm thì chúng ta sẽ tính được tỷ lệ của điểm còn lại. Ví dụ chúng ta biết tỷ lệ của điểm M trên cái đoạn AB này, chúng ta biết được tỷ lệ của điểm N so với hai điểm EC thì chúng ta sẽ tính được tỷ lệ của điểm K so với hai điểm BC. Chúng ta cần tính tỷ lệ điểm nào thì chúng ta có thể xuất phát từ điểm đó. Ví dụ chúng ta biết được tỷ lệ của điểm M trên cái đoạn AB, điểm N trên đoạn EC, chúng ta cần tính điểm K thì chúng ta sẽ xuất phát từ K. K ở đây chúng ta có thể là KB chia KC hoặc là KC chia KB gì đều được. Ví dụ KB chia KC. Cái chú ý tiếp theo, điểm ở dưới
chúng ta sẽ đưa lên trên. Cụ thể là thầy nói về ba đỉnh của tam giác. Ở đây là đỉnh C ở dưới rồi, thì chúng ta sẽ đưa nó lên trên và nằm ở sau. Chúng ta vừa xử lý là CB, thì tiếp theo nó phải là CE, thì ở đây đương nhiên phải là NC chia cho NE. Chúng ta nhân tiếp E ở dưới, bây giờ chúng ta sẽ đưa E lên trên. Chúng ta vừa xử lý EC xong thì đây phải là EB, và cụ thể là ME chia cho MB. Bằng một. Nếu hiểu thì chúng ta sẽ nhớ được rất lâu, còn đối với định lý này chúng ta không nên học thuộc lòng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà học thuộc lòng một cách máy móc, đôi khi chúng ta không phải xuất phát từ điểm K mà chúng ta là xuất phát từ điểm M hoặc điểm N. Chúng ta xem lại ở bài này là giả sử chúng ta biết được tỷ lệ điểm M trên EB, điểm N trên EC, chúng ta cần tính tỷ lệ điểm điểm K trên cái BC này, thì chúng ta có phải xuất phát từ K, KB chia cho KC, C ở dưới chúng ta đưa lên trên, thì ở đây nó phải là trên cái K cạnh CE thì là NC chia NE, E ở dưới chúng ta đưa lên trên thì là ME chia MB, tích này bằng 1. Chúng ta qua bài tập ứng dụng số 1, sau đó chúng ta sẽ làm bài tập số 2. Cho tam giác ABC, M là trung điểm AB. Câu A, N là điểm thuộc cạnh EC, sao cho EN bằng 3 lần NC EN. Sau đó nối tiếp NC, chứng tỏ chúng ta sẽ chia EC ra làm 4 phần, EN chúng ta lấy 3 phần và NC chúng ta lấy 1 phần. Tính tỷ số KB trên KC, biết K là giao điểm của MN và BC. Chúng ta bắt đầu. Ở đây yêu cầu tính tỷ số của KB chia KC, thì chúng ta phải xác định được điểm K này nó sinh ra từ MN giao với BC. Như vậy ở đây MNK là 3 điểm thẳng hàng, và cái tam giác góc chúng ta cần nói đến đó là tam giác EBC. Chúng ta có tỷ số chúng ta sẽ lấy lại cái tỷ số bên này, tức là KB chia KC nhân tiếp NC chia cho NE nhân tiếp ME chia cho MB bằng 1, thì chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta tương đương, chúng ta bắt đầu ráp. Ở đây chúng ta đang cần tính là KB chia cho KC. Chúng ta xem thử NC chia cho NE, rõ ràng NC chia NE,
NC lấy 1 phần, NE lấy 3 phần. Như vậy ở đây là 1 phần 3. Chúng ta nhân tiếp MA chia MB, MA 1 phần, MB 1 phần. Như vậy là 1. Từ đây chúng ta tương đương. Mình xì ra luôn. Chúng ta thấy ngay là KB chia KC sẽ bằng 3. KB chia KC bằng 3. Chúng ta giải quyết khá nhanh. Tương tự, chúng ta qua câu B. Câu B này nếu để ý chúng ta sẽ làm rất nhanh mà không cần phải dùng đến MNLUT. Chúng ta sẽ có hai cách để xử lý. Đầu tiên, các bạn có thể là tính thử câu B theo định lý MNLUT. Chúng ta bắt đầu. Rồi E là điểm đối xứng với B qua C. Đối xứng qua điểm nào? Chúng ta lấy nó là trung điểm. Như vậy E đối xứng với B qua C thì C nó sẽ là trung điểm của BE. Điểm E chúng ta sẽ lấy ở bên này. Rồi F là giao điểm của ME với EC. Đây chính là điểm F của chúng ta. Yêu cầu tính tỷ số AF chia cho AC thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ xuất phát từ định lý này. Chúng ta chú ý điểm F này hình thành từ ME giao với AC thì rõ ràng MFE là ba điểm ngắn hàng và tam giác góc là tam giác ABC. Ba điểm ngắn hàng nằm ở trước và tam giác nằm ở sau. Chúng ta đã biết được tỷ lệ của M trên EB cũng như là của E trên ABC thì chúng ta sẽ tính được tỷ lệ của F trên cái đoạn AC này. Chúng ta có thể là tính xuất phát từ FA chia FC hoặc là FC chia FA gì đều được. Ví dụ FA chia cho FC. C nằm ở dưới. Bây giờ chúng ta sẽ đưa lên trên. Chúng ta mới xử lý CA thì bây giờ nó phải tới là CB. Thì ở đây phải là EC chia cho EB. B nằm ở dưới, bây giờ phải là B lên trên. Chúng ta mới xử lý B, BC xong thì bây giờ phải là BA. MB chia cho MA bằng 1. Từ đây chúng ta tính được FA trên FC. EC chia cho EB. EC lấy 1 phần, EB chúng ta lấy 2 phần. Thì ở đây là 1 phần 2. MB, MA, 1. Từ đây chúng ta tính được là FA bằng 2 lần FC.
chúng ta nhìn hình FA hay là AF, AF rồi tới FC. AF bằng 2 lần FC, chúng ta sẽ chia AC ra làm 3 phần. AF chúng ta lấy 2 phần. Thì suy ra AF chia AC là bằng 2 phần 3. Nhưng ở câu B này chúng ta có còn một cái khác. Chúng ta sẽ tính nhanh hơn và chúng ta không cần phải dựa vào đường lý này. Chúng ta xem M là trung điểm, C cũng là trung điểm. Nếu thầy nối A, Y lại thì rõ ràng M với lại AC nó là hai đường trung tuyến. Suy ra F là gì? F là trọng tâm tam giác A, B, E. Suy ra AF bằng 2 phần 3 AC. Đối với những bài toán bình thường, đương nhiên chúng ta phải áp dụng định lý Menelaus. Ngoài định lý Menelaus ra, chúng ta còn có thể là áp dụng định lý Thales. Nhưng mà định lý Thales chúng ta phải qua 2-3 bước, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là chúng ta áp dụng định lý này. Nhưng chúng ta không nên áp dụng một cách máy móc vào tất cả bài toán. Vì một số bài toán đặc biệt thì chúng ta vận dụng những cái kiến thức bình thường nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ví dụ đây là một kiến thức về trọng tâm sẽ nhanh hơn nhiều so với việc chúng ta phải áp dụng công thức như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính tỷ số SK chia cho SD. Điểm K đây chính là AI kéo dài cắt SD. Thì chúng ta hình dung AIK là ba điểm ngắn hàng và tam giác góc chúng ta muốn nối đến đó là tam giác SMD. Ba điểm ngắn hàng nằm ở trước và tam giác thì chúng ta sẽ cho nằm ở sau. Như vậy chúng ta bắt đầu. Nếu chưa quen thì chúng ta có thể làm như sau. Đầu tiên là KS chia cho KD, chúng ta nhân tiếp. Chúng ta vừa xử lý DS rồi thì bây giờ chúng ta phải là DM. M ở dưới bây giờ chúng ta sẽ phải đưa lên trên. Chúng ta vừa xử lý MD thì bây giờ phải là MS. Chúng ta ráp các điểm còn thiếu vào. Như vậy DM tức là AD chia cho AM. Ở đây MS nó chính là IM chia cho AS bằng 1. Từ đây chúng ta suy ra KS chia cho KD nhân AD chia cho AM, chúng ta thấy ngang 3. IM chia cho IS, IM một phần, IS một phần, như vậy là 1. Thì từ đây chúng ta suy ra được là KD sẽ bằng 3 lần KS. KD bằng 3 lần KS. KD, KS, K nằm ngay giữa. Như vậy chúng ta hình dung chúng ta phải chia SD đây ra làm 4 phần. KD đây chúng ta lấy 3 phần. Và KS đây chúng ta lấy 1 phần. Thay đổi lại, SD chúng ta lấy 4 phần, chúng ta chia là 4 phần. Và SK chúng ta lấy 1 phần, KD lấy 3 phần. Suy ra, SK chia cho SD là bằng 1 phần 4. Chúng ta có được tỷ số nếu đề bài yêu cầu tính SH chia cho SC thì sao. Rõ ràng HK song song với CD, suy ra SH chia cho SC nó cũng sẽ bằng là SK chia cho SD. Chúng ta quay lại câu trắc nghiệm tính tỷ số thể tích của phần nhỏ chia phần lớn.
Sau khi chúng ta tìm được thiết diện thì rõ ràng cái mặt phẳng ABI hay là phẳng ABK chia cái chóp chúng ta ra làm hai phần. Phần ở trên đó chính là cái chóp S ABHK và cái phần lớn nó chính là cái phần còn lại. Thì chúng ta bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta đi tính tỷ số thể tích. Lưu ý rằng nếu chúng ta áp dụng công thức tỷ số thể tích thì chúng ta phải áp dụng cho chóp có đáy là tam giác. Ở đây ABHK chưa phải là tam giác thì chúng ta sẽ chia ra làm hai tam giác bằng cách chúng ta sẽ kẻ đường chéo AH như này. Khi đó SABHK chúng ta chia làm hai khối chóp tam giác, đó là SABH và chóp SAHK. Đương nhiên SABH đáy ABH thì trên đáy là ABC và đáy AHK chúng ta sẽ chia đáy là ACD. Chúng ta quy ước với nhau như sau. Để khỏi mất công chúng ta phải ghi là V của chóp nào, chúng ta hình dung cái chóp SABHK chúng ta chia làm hai. Cái chóp bên phải thì đặt đó là V1, chóp bên trái thì đặt đó là V1, cái chóp bên phải này thì đặt đó là V2, nguyên cả cái chóp bự thì đặt đó là V. Thì rõ ràng chúng ta thấy ngay cái chóp V1 tức là bên này chúng ta sẽ chia cho chóp SABC thì cái thể tích SABC thì đặt đó là V0. Và tương tự cái thể tích SACD nó cũng là V0 luôn vì hai cái thể tích này nó bằng nhau. Chúng ta xem lại, chóp nhỏ bên tay trái là V1, chóp nhỏ bên tay phải là V2, nguyên cả chóp bự là V và một nửa bên này là V0, một nửa bên này là V0. V1, V0, V2, V0 và nguyên cả chóp bự là V. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta tính tỷ số thể tích của chóp ở trên chia cho chóp lớn, tức là V1 cộng V2 chúng ta chia cho V bằng, chúng ta tách ra làm hai, đó là V1 chia V cộng V2 chia V. V1 chúng ta dự định chúng ta chia cho V0 mà V ở đây rõ ràng chúng ta có thể thay bằng 2 lần V0. Tương tự V ở đây nó cũng như là 2 lần V0. V1 chia cho V0 tức là bên trái này và V2 chia V0 tức là bên phải này. Chúng ta có được các tỷ số như sau. Đầu tiên 1/2 chúng ta ghi lại. V1 chia V0 chính là SA chia SA, SB chia SB và SH chia cho SC. Rõ ràng ở đây HK song song với CD, suy ra SH chia cho SC cũng bằng SK chia SD, ở đây là 1/4. Chúng ta cộng tiếp. V2 chia V0 đó là SA chia SA, SH chia SC là 1/4, nhân tiếp cho SK chia SD cũng bằng 1/4. Như vậy ở đây 1/2 đã ghi lại. Tiếp theo 1/4 nhân tiếp 1/4 bằng. Ở đây là 1/8. 1/8 cộng. Ở đây là 1/16, 2 là 32. 1/32 bằng 5/32.
Chúng ta hình dung chóp nhỏ ở trên chia cho nguyên cái chóp lớn là 5/32, chứng tỏ cái nguyên cả chóp lớn chúng ta chia ra là 32 phần. Ở trên chúng ta lấy 5 phần thì đương nhiên ở dưới chúng ta còn bao nhiêu? 27 phần. Như vậy thể tích nhỏ chia cho thể tích lớn là 5/27. Đó chính là đáp án C. Chúng ta giải quyết xong câu trắc nghiệm này. Chúng ta cùng nhau xem lại. Đây chính là định lý Menelaus. Và chúng ta vừa ứng dụng để chúng ta tính thể tích. Để đi tính tỷ lệ SK chia cho SD thì đương nhiên chúng ta hoàn toàn có thể dùng định lý Thales. Nhưng định lý Thales chúng ta một số bài chúng ta sẽ qua nhiều công đoạn hơn, bài này chúng ta cũng sẽ qua nhiều công đoạn hơn và chúng ta phải kể thêm đường phụ. Thì có vấn đề gì mà cần trao đổi thì em có thể bình luận ở bên dưới video. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chào tất cả các em.